Chào các bác nha, em tiếp tục lên sóng con máy rửa bát Panasonic TR6, con máy tất cả đều nguyên bản, nguyên zin hết 100% ạ. À, mặt mũi các bác nhìn này, nguyên nhé, đầu hồi lưng ok, khá là đẹp luôn. TR6 series máy là 00451 đời 2013 nhé, lưng tôn thành vách còn rất là đẹp này, mặt này vẫn nguyên, mã số 16, rửa với nước nóng 80 độ C. Mùa đông rét thế này ở miền Bắc là các bác có cái máy rửa bát này rửa cảm ơn. À, nước nóng nghi ngút luôn ạ. 80 độ C các bác thì tất cả bát đũa của bác sạch bóng luôn. Dầu mỡ không bao giờ có chuyện. Còn cái cơ hội để mà bám được trên cái bề mặt. Máy xếp 12 bát con các bác nhá. 6 cấp. Không xếp cốc thì các bác xếp bát con được khoảng 4-5 cái bát con nữa. Dưới này là đũa thìa đĩa. Đũa thìa bát ô tô. Đây, con máy khá đẹp luôn các bác. Em bán 3,5 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển thì bên Nam. Phí vận chuyển đi toàn quốc 150.000, Việt Nam 500. Hình thức mua bán là cọc trước 500, nhận hàng, kiểm tra hàng đúng hàng, thanh toán nốt ạ. Chào các bác.